Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì thật ra câu chuyện của ông Thích Tâm Phúc đối với cái việc giữa cái ông này thì tôi cũng không có cái gì gọi là thắc mắc, cũng không có cái gì gọi là yêu mến. Tại vì sao? Tại vì ông này lúc trước cũng đã từng nói về vấn đề của một số chuyện liên quan tới chị Hằng, nên từ chỗ đó tôi cũng không có thiện cảm. Nhưng dù gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại một góc độ công tâm cho một vị này. Đặc biệt ở đây mọi người thấy ông Thích Tâm Phúc mang tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thậm chí là sử dụng tài liệu giả giấy tờ của cơ quan tổ chức căn cứ theo điều 341 và điều 174 của Bộ luật Hình sự. Sau đó thì tòa án đã kết án là 8 năm tù giam. Như vậy thì chúng ta đem so sánh qua cái vụ việc này, liệu có bỏ lọt người lọt tội hay không, thì chúng ta từng bước chúng ta sẽ làm rõ về cái nội dung này. Ok mọi người, thì chúng ta cũng sẽ đem so sánh những cái vụ việc này đến vụ việc của ông Thích Chân Quang và một số ma tăng sành tăng khác. Như vậy thì chúng ta thấy rõ được cái bản chất cái vụ việc. Ở đây mọi người thấy liên quan đến cái vụ việc của ông Phúc, liên quan tới cái vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cái số tiền là 70 triệu đồng. Cô chú anh chị thấy cái số tiền này có lớn hay không? Bằng một cái độ nhậu của một số vị được cho là sầm tăng, ma tăng hay không? Đã qua cái vụ việc này, mọi người thấy trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cái vụ việc của ông Phúc thì cô chú anh chị cũng thấy rõ liên quan đến những cái vấn đề này. Thì tôi thấy cái việc triệu tập hai người, một là hai người môi giới và đưa cho ông này, tức là đưa cho ông Phúc về hồ sơ tài liệu. Mọi người biết được là hai cái người này là chuyên gia về môi giới bất động sản. Cái việc làm giấy tờ đất hay là làm những cái thủ tục thì chắc chắn hai người này sẽ biết rõ nên mới môi giới. Như vậy thì chúng ta phải tìm ra được cái người chủ mưu chứ, đúng không? Tại vì mọi người biết rằng đối với hai cái người vắng mặt ở tại phiên tòa là hai cái người môi giới hoặc là hai cái người đưa cho ông Phúc này làm giấy, rõ ràng hai người này là chuyên gia về kinh doanh bất động sản hoặc là chuyên gia về là bán đất, mua đất, thì lẽ ra những cái thủ tục giấy tờ hai người này phải biết rõ. Như vậy thì trong cái vụ việc này, theo như tôi nha, cá nhân của tôi suy nghĩ thôi, tại vì phiên tòa người ta đã kết rồi, nhưng mà ở đây tôi nói rõ, đối với cái việc ở đây tôi thấy theo dõi cái vụ việc thì nó hình như nó có một cái sơ suất nào đó, hoặc là nó chưa được đánh giá một yếu tố khách quan. Đặc biệt ở đây tôi đặt trường hợp nếu như ông Phúc này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới hai vị kia, như vậy thì hai cái vị kia mua đất hay là bán đất thông qua hai cái người này, và hai cái người này cũng là hai cái người đưa hồ sơ và thậm chí là đưa giấy tờ cho ông Phúc, theo như tôi được biết là như vậy. Còn sự việc thì chúng ta chỉ là phân tích thôi nha, tại vì chúng ta không theo sát vụ việc, chúng ta không thể nào biết được. Ở đây nếu như mà hai cái người kia biết rõ là cái vụ việc này không thể làm giấy tờ mà đưa cho ông Phúc, ở đây rõ ràng nếu như mà cái việc giữa ông Phúc và hai cái người kia trao đổi trước hợp đồng làm giấy tờ giả là do chủ chốt của hai người kia hay là do ông Phúc này tự động làm ra, đã. Cần làm rõ và chịu tập ra chứ không phải lấy lời khai. Cái quan trọng ở đây là ở đằng sau cái vụ việc của ông Phúc này còn bao nhiêu người nữa. Ví dụ như vậy, theo như tôi nghĩ trong cái vụ việc này nó còn kéo dài. Tôi đặt trường hợp bây giờ hai cái người kia đưa tiền cho ông Phúc hoặc là đưa hồ sơ cho ông Phúc, mà hai cái người kia là chuyên bán đất, chuyên bán tài sản hoặc là chuyên bán làm giấy tờ, mà đã biết là tách không được, đã biết là làm không được, nhưng mà tại sao lại đưa cho ông Phúc này? Như vậy thì ngay từ buổi đầu hai cái người kia biết rõ ông Phúc này là làm giấy tờ giả hay không, hoặc hai người kia có lấy cò hay không. Cái quan trọng ở đây giữa lấy cò và giữa lấy tiền môi giới để làm giấy tờ giả nó có một cái mối quan hệ, nó có một mối liên quan hay không. Nhưng trong vụ việc này tôi thấy còn rất là nhiều điểm mà chúng ta chưa biết được. Ở đây thì ở một phiên tòa xét xử ở cấp huyện Củ Chi thì tôi cũng rất tôn trọng, nhưng mà ở đây cái việc mà triệu tập hai cái người kia thì tôi nói thật mọi người không thể vắng được. Tại sao? Tại vì qua cái đối chất hiện tại bây giờ tôi đặt trường hợp làm giấy tờ giả của cơ quan tổ chức, ông Phúc là người chủ mưu hay là hai người kia xúi dục là người làm đó, cái vụ việc này liệu có đồng phạm hay không đó. Tôi chưa nói về vấn đề của ông Phúc bị quan hay không bị quan, nhưng mà mọi người thấy đối với hoàn cảnh của ông Phúc này, có người mẹ già 80 tuổi, trên 80 tuổi, sống neo đơn, đặc biệt ông Phúc là người lao động chính. Ở đây tôi cũng không biết như thế nào và tôi cũng nói theo quy định của pháp luật thôi. Còn khi cơ quan chức năng đã kết luận mà ông Phúc không kháng cáo thì cái vụ việc này
đôi như là chìm xuống. Nhưng mà ở đây đối với cái vụ việc một số cô chú anh chị đặt ra câu hỏi thì tôi xin giải thích theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt ở đây chưa làm rõ cái vai trò của chủ mưu và vai trò của người đồng phạm. Nếu như rõ ràng hai cái người kia biết được ông Phúc là người làm giấy tờ giả thì hai người kia cũng là hai người đồng lõa. Và môi giới cái việc đưa lên cũng là vấn đề. Như vậy thì hai cái người đưa hồ sơ này liệu có liên quan gì tới ông Phúc? Có xúi dục hay không? Như vậy thì nếu như có xúi dục thì hai người kia là chủ mưu, ông Phúc chỉ là đồng phạm. Nên là mọi người thấy cái vấn đề này chưa biết là cái người đồng phạm. Ví dụ như đối với cái việc hai người kia là người xúi dục còn ông Phúc là người chủ mưu thì không phải lôi đầu hai người kia ra. Còn nếu như hai người kia là chủ mưu đầu tiên nhất đứng ở phía sau thì rõ ràng là ông Phúc cũng có một phần bị quan, chỉ vai trò là đồng phạm. Nên trong vụ việc này cô chú anh chị thấy cũng khá là nhiều. Như vậy thì đối với cái vụ việc ông Phúc, tôi chỉ nói như vậy tại vì cơ quan chức năng hay là tòa án, hội đồng xét xử người ta cũng đã kết luận, đặc biệt ở đây là ông Phúc không có kháng cáo. Nên là vấn đề của một người thẩm phán, cái việc mà triệu tập hai người kia là cần thiết. Theo như tôi được biết ở trong phiên tòa, hai cái người mà môi giới đưa hồ sơ hoặc là liên lạc với ông Phúc này chứ không phải là cái người chủ nhà trực tiếp. Nên là qua cái vụ việc thì tôi chỉ nói như vậy. Ở đây chúng ta đem so sánh, bây giờ bắt đầu tới giai đoạn so sánh. Tôi đặt trường hợp bây giờ cái vụ án của ông Đức Tây rồi lên tới hàng ngàn tỷ đồng đó, thậm chí lên tới bao nhiêu tỷ mà lừa đảo hoặc là cái vụ việc là cưỡng đoạt tài sản, hoặc là cái vụ việc là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoặc là cái vụ việc gì đó mà nó liên quan tới 1.000 tỷ. Ở đây tôi không nói rõ đây để cho mọi người dễ liên đới đó, 1.000 tỷ đồng. Nhưng mà khi cơ quan chức năng kết luận thì rõ ràng là ông Đức Tơ Rùi đã khắc phục toàn bộ hậu quả, nên cái khung hình phạt từ chung thân trở thành là 8 năm tù giam. Tôi nói ví dụ vậy. Như vậy thì tôi đặt trường hợp nếu như ông Phúc khắc phục hết toàn bộ cái số tiền 70 triệu đồng, liệu ông Phúc được giảm bao nhiêu? Mọi người cứ liên đới đi. Có phải chăng là cái việc 70 triệu nó tương đương với 70 tỷ hay là 1.000 tỷ hay không? Cái khung hình phạt của ông Đức tới rồi lẽ ra là chung thân, tại vì lên tới 1.000 tỷ mà chúng ta so đến cái vụ việc là 70 triệu. Đó, nên là rất là nhiều người không hề hiểu cái đó. Ở đây đối với cái vụ việc ông Đức tới rồi, ông khắc phục toàn bộ tất cả các hậu quả và thậm chí có vai trò đồng phạm, có vai trò chủ mưu, có tổ chức. Còn riêng ông Phúc, cái tội này là cái tội độc lập. Đặc biệt ở đây là hội đồng xét xử không có kết luận ở đây là tội phạm có tổ chức, đúng không? Không có đồng phạm. Như vậy thì cái khung hình phạt 8 năm so với ông Phúc, tôi nói thật mọi người, ở đây rõ ràng là một cái khung hình phạt hơi nặng theo như cá nhân của tôi suy nghĩ. Cá nhân nha, tại vì sao? Tại vì mọi người cũng biết rằng liên quan đến cái vụ việc thì chúng ta thấy đối với ông Phúc, thật sự đối với tôi thì không có thiện cảm. Nhưng chúng ta nhìn về một góc độ công tâm, tại sao không có thiện cảm của chúng chị? Tại vì ổng lúc trước ổng nói về CEO Nguyễn Phương Hằng, ổng chĩa xối chị Hằng, thì tôi là người không thích, cũng không có tình cảm. Nhưng mà tôi cũng phân tích theo đúng quy định pháp luật để cho mọi người nắm như vậy. Ở đây cái vai trò đồng phạm hoặc là cái người chủ mưu, cái người thực hiện ở trong vụ án của ông Phúc chưa được làm sáng tỏ này. Đó. Hiện nay hai cái người môi giới biết rõ là không tách được đất, nhưng mà có biết rõ là ông Phúc đang làm giấy tờ giả hay không, hay là ông Phúc hứa mình sẽ tách được? Đó mới là vấn đề quan trọng. Ở trong lời khai là một chuyện, còn đối chất lại là chuyện khác. Nên là mọi người thấy đó. Còn cái vụ việc tôi đặt trường hợp bây giờ có một số người có tiền lên tới hàng ngàn tỷ, thậm chí sai đến hàng trăm tỷ. Đây là những cái tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà cái khung hình phạt lại là tương đương với một người. Đối với ông Phúc cũng vậy, là công dân. Đối với ông Đức Tơ Rùi cũng là công dân. Tại sao ví dụ vậy? Nên là tôi nói thật trong cái vụ việc này thì đến đây tôi chỉ nói ra để cho cô chú anh chị hiểu được là cái nguyên nhân, cái mục đích như thế nào. Tôi đặt trường hợp ông Đức Tơ Rùi khắc phục toàn bộ hậu quả. Như vậy thì tôi đặt ra một cái câu chuyện, ví dụ như ông Phúc đã khắc phục toàn bộ hậu quả, liệu có được giảm án
giống như đúp tơ đùi hay không, hay là những cái trường hợp khác sẽ được xử lý khác, hoặc là tùy trường hợp mà người ta xử lý. Đó là cái câu hỏi đặt ra. Còn liên quan đến cái vụ việc giữa người tu với nhau, ví dụ như là một người tu trong hội Phật giáo, một người không tu trong hội Phật giáo, đối với trường hợp của ông Phúc thì cho là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể là bị bắt giữ. Cái này là cơ quan chức năng người ta xử một cách rất đúng đắn, tôi chưa nói. Còn đối với vấn đề ông Thích Chân Quang là hội Phật giáo thật sự, nhưng mà dùng những cái lời lẽ dẫn dụ để làm như người khác phải tiền mất tật mang bao nhiêu, và thời gian nó kéo dài bao nhiêu, và bao nhiêu tiền đã góp vô về những cái lời dẫn dụ đó, dẫn dụ hay là lừa đảo, mà lừa đảo hay là dẫn dụ, cái đó chúng ta phải cần so sánh. Hai cái vụ việc này mọi người thấy trong cái giai đoạn mà đang nhạy cảm như thế này đó, cái hình phạt của ông Phúc 8 năm tù là hai tội. Một là tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai là cái tội sử dụng tài liệu giả, giấy tờ của cơ quan tổ chức theo điều 341 và điều 174 của Bộ luật hình sự. Như vậy thì đối với cái vụ việc của ông Thích Chân Quang, chúng ta thấy ví dụ như bây giờ cái bằng cấp cấp 3 chưa được xác định đó, mà bây giờ cơ bản là ở thành phố Hồ Chí Minh người ta đã xác định được là tại thời điểm đó, tại năm đó là không có ông Quang nào hoặc là không có ông Vương Tấn Việt nào học ở trường đó, nhưng mà cái bằng cấp 3 lại cấp từ trường đó. Đó là báo chí chính thống của chúng ta đưa tin đó. Như vậy thì nếu như đây là bằng giả thì cũng là tài liệu giả, giấy tờ của cơ quan tổ chức, cũng giống như một này. Còn cái số tiền 70 triệu so với ông Thích Chân Quang mà dùng những cái lời lẽ dẫn dụ cho người khác tiền mất tật mang, biết bao nhiêu Phật tử phải cúng dường. Chúng ta đem so sánh lại thử thế. Tôi nói thật mọi người, đối với cái việc mà hiện tại thì đương nhiên tôi nói thẳng là cái tội của ông Phúc chúng ta phải tôn trọng cơ quan chức năng vì đưa ra xét xử là hoàn toàn chính xác. Nhưng dù gì thì chúng ta cũng nói một yếu tố công bằng, chứ không thể nào mà đè bẹp. Ở đây có một cái chuyện là tôi cũng không ngờ tới là ông Phúc lại không kháng cáo, lại không kháng cáo. Vì tôi nói thật mọi người, cái khung hình phạt tôi đặt trường hợp bây giờ đối với cái vụ việc đó của ông Phúc, vụ việc của ông Phúc là cái khoản 2 của điều 174, tức là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ cái khung hình phạt là từ 50 triệu đồng cho đến dưới 200 triệu đồng, là đây là 70 triệu đồng. Đó. Mà cái khoản 2 của chúng chị biết rồi, cái khung hình phạt là bao nhiêu. Ví dụ như sử dụng tài liệu giả, giấy tờ của cơ quan tổ chức theo điều 341. Tôi nói cái khung hình phạt, nếu như một tội danh này mà lần đầu phạm tội thì ít nhất cũng là kết án khoảng 2 năm tù. Kết án khoảng 2 năm tù nếu như sử dụng một lần, hoặc là bị xử một vài lần. Tôi đặt trường hợp bây giờ đối với cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở cái khung 2, khung 2 ví dụ như là lên tới 7 năm tù, tôi nói ví dụ vậy. Bây giờ nếu như chia đôi thì khoảng 4 năm đó. Giữa hai cái tội này gộp lại, cô chú anh chị đã đến được là 8 năm chưa? Mặc dù ông Phúc là tôi không ưa, nhưng mà ở đây tôi nói rõ, đối với cái vi phạm pháp luật mà xét về hoàn cảnh là mẹ già con thơ, hoặc là đặt trường hợp liên quan tới người ông Phúc là người chủ chốt trong gia đình phải nuôi mẹ già, chúng ta đặt vào cái góc độ tình cảm hay đặt vào góc độ khác. Nên là mong rằng là cô chú anh chị cho một cái bình luận công bằng. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta tôn trọng cơ quan chức năng là trên hết, nhưng dù gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nói một lời công tâm. Rất là nhiều những người sai trái mà cái tội còn nặng hơn ông Phúc rất nhiều, nhưng mà lại được các tình tiết giảm nhẹ. Mọi người coi ví dụ như chúng ta làm bộ chúng ta tra lên mạng. Đây, chúng ta làm bộ chúng ta, nãy giờ tôi nói rất nhiều rồi. Chúng ta thì ví dụ như là chúng ta tra nè, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 quy định như thế nào. Đó, thì trên mạng nó sẽ ra. Đây, trên mạng nè, thấy chưa, có điều 174. Đó. Đó mọi người thấy, ở đây nó điều 174 tại khoản 2.
đó là từ 50 triệu cho đến dưới 200 triệu. Mà cái khung hình phạt mọi người biết rồi, cái khung hình phạt nó chỉ là từ 2 năm cho đến 7 năm. Mà bây giờ nếu như cưa đôi ra hoặc là xử ít khi nào là múc khung thì tôi cho rằng cái tội này thì ít nhất cũng phải là từ 3 năm tù đi, 3 năm đến 4 năm đi. Đó, về cái tội là sử dụng tài liệu giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Này, sử dụng tài liệu giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, điều 341 bộ luật hình sự. Sao kỳ vậy ta? Đây, mọi người coi nghe, tôi nói không có quan đâu, cô chú anh chị coi nè. Đó, đây, người nào mà làm giả tài liệu giấy tờ của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu giấy tờ thực hiện hành vi phạm pháp luật, một là bị phạt từ 30 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tật tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đó, đây là trên mạng có điều 341. Đó, thì mọi người thấy rồi, nếu như cộng hai cái hình phạt này lại thì còn chưa đến mức 8 năm. Đó, nên là cô chú anh chị thấy rõ, nếu như chúng ta đem so sánh đối với một số ma tăng sầm tăng khác, hoặc là chúng ta đem so sánh đối với một số người khác, thì rõ ràng là cái khung hình phạt đối với ông Phúc là hơi nặng. Ở đây chúng ta chỉ so sánh thôi. Nên là cô chú anh chị đặt ra câu hỏi thì tôi sẽ giải thích cái clip này bao nhiêu đây. Mong cô chú anh chị là đăng ký kênh, bấm like giúp em. Mà cô chú anh chị, đối với cái kênh của em hiện tại bây giờ đang trong thời gian thử thách đối với một số. Đặc biệt là khi em like, cô chú anh chị coi thì bình thường, nhưng mà cái việc tải lên ở trên thì nó rất khó. Nên cô chú anh chị nhớ ủng hộ em. Thì hàng ngày em sẽ like một cái tối nói về cái trên kia đó. Còn clip nguội thì cô chú anh chị nhớ ủng hộ em một thời gian để xây dựng được cái kênh. Ok mọi người, chào tất cả cô chú anh chị đang xem live nha. Chào mọi người.